khi mà vừa đề ba mà chạy một cái thì chị đề ba xuống chạy rất là nhanh, em hiểu không? Bắt đầu chạy nhanh sức vô, bắt đầu run tay bao vô đó là chị xỉu rồi nha. Em cần câu được 3 chai, chị Hương câu được 3 chai. Là 6 chai mới được đặt 3 chai.